Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho các bạn việc phân bạch. Thì chúng ta đã đi qua rất nhiều các việc liên quan đến chữ bạch ở mu bàn tay. Thế thì chúng ta đi chi tiết vào việc phân bạch thì vị trí như thế nào, tác dụng ra sao. Chúng ta đi vị trí và giải phẫu. Đây mọi người. Chúng ta cách đo này từ level lên 1,5 thốn. Các bạn chú ý này, chỗ này gần với này gì, gần với này cái động mạch nên hết sức lưu ý cẩn thận vào mạch máu gây ra chảy máu. Thì cái vị trí của nó là trên mu bàn tay, khoảng giữa xương bàn 2-3 đây nhé, xương bàn 2-3 là giữa ngón trỏ và ngón giữa 2-3, cách đầu khớp bàn ngón lên 1,5 thốn, hoặc là từ thượng bạch để thượng bạch đo xuống phía dưới hướng cổ tay một thốn. Thì ở đây nó liên quan đến thần kinh quay, liên quan thần kinh quay động mạch hoặc tĩnh mạch đốt mu bàn tay. Về tiếp theo liên quan đến các tạng phủ, liên quan đến phế phế tâm và thận, và đã nhập vào ba cái kinh trọng tâm là ba kinh và tâm phế thận. Thế nên do vậy từ cái này chúng ta sẽ suy ra là cái tác dụng điều trị của cái việc phân bạch này. Đây các bạn chú ý này. Đây cái để việc phân bạch nó ở giữa này, các bạn chú ý giữa chúng ta lắm lên, nhưng khi châm ấy, khi châm thì chúng ta nên thả lỏng tay ra để chúng ta châm nó nha. Về cách châm, chúng ta châm thẳng 3 đến 8 8 phân, cảm giác là đau căng tức tại chỗ, nhiều khi có như điện giật. Về tác dụng là sơ phong tả hỏa và tư âm minh mục. Thế nên là việc này là nó sẽ đuổi phong và trừ cái hỏa ở trong tâm, phế và thận. Ví dụ ứng dụng xa thì như sỏi thận chúng ta, ví dụ chúng ta những cái trường hợp khí hóa quá chúng ta châm được này được. Tư âm minh mục tức là dưỡng phần âm, minh mục tức là làm sáng mắt. Minh mục ở đây tức là sáng mắt, tư âm tức là phần phần trung của âm, và trong cái này sẽ điều trị các bệnh liên quan đến tật khúc xạ về mắt do ảnh hưởng của hỏa. Về chủ trị các bệnh liên quan đến mắt, thứ nhất là viêm kết mạc, giác giác mạc, mắt thì sưng đau, mắt cận thị hoặc là loạn thị hoặc là giảm thị lực, da gió thì chảy nước mắt. Thì cái này qua này thì nếu mà như này chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta ngoài châm các bạn có thể day ấn huyệt này tương đối là tốt. Tiếp theo là đau tức vùng ngực vì nó quy về kinh tâm, nó làm khoan khoái lồng ngực khi chúng ta bó thắt. Bây giờ cái tình trạng lồng ngực co thắt là gặp rất nhiều ở trong trường hợp là can khí bất kết hai mạng sườn, các bạn cảm giác ngột ngạt khó thở. Tiếp theo là về về vấn đề cơ xương khớp và thần kinh thì chuyên điều trị về đau lưng nói chung và đau thắt lưng và thần kinh toàn. Về ứng dụng, việc phân bạch thường phối hợp với việc thượng bạch trị các bệnh về mắt rất hiệu quả khi chúng ta dùng đảo mã châm điều trị đau lưng thần kinh tọa. Thì ngoài cái việc thượng bạch này, thượng bạch phối với phân phân bạch thì chúng ta cần phối hợp với lại linh cốt đại bạch và quyền thuận, phối hợp với phép động khí châm rất hiệu quả. Động khí châm tức là chúng ta châm bên đối diện và chúng ta bắt bệnh nhân vận động để gọi động khí châm. Thì đấy là toàn bộ cái kiến thức của việc phân bạch thầy Linh chia sẻ cho mọi người. Thầy Linh giới thiệu cho mọi người các khóa học hướng dẫn của thầy Linh hiện tại. Thứ nhất là thầy Linh có rất nhiều các bạn hỏi là thầy dạy ở đâu, thì thầy nói là thầy chỉ có cơ sở duy nhất là đào tạo tại Hà Đông, Hà Nội, và thầy sẽ nói rõ về một số lớp nào học online và lớp nào học trực tiếp. Có nhiều bạn bạn hỏi về lớp mạch có dạy online được không. Các bạn lưu ý lớp mạch bắt buộc phải học trực tiếp, không thể online được. Nếu mà dạy được bắt mạch online thì rất là tuyệt vời, nhưng mà cái này phải có người dẫn chỉ cho các bạn thế mạch như thế nào thì bắt buộc phải trực tiếp để chỉ dẫn. Nếu các bạn chú ý thì trong lớp của thầy Linh là có lớp chuẩn nghề đông y, đây là một cái lớp toàn diện để đào tạo các kiến thức cơ bản cũng như nền móng cho thầy thuốc đông y, những người mới nhập môn hoặc những người kể cả đã học rồi nhưng vẫn còn yếu chưa hệ thống được, thì cái lớp chuyển nghề này sẽ giúp cho các bạn
trên một cái hành trang. Tiếp theo lớp mạch học như vừa rồi mình nói thì giúp cho các bạn về khâu chẩn đoán rất là tốt, và ngoài tốt thì các bạn có thể khi bắt mạch còn biết được hầu như khoảng 70-80% bệnh tật của cơ thể người bệnh, thì các bạn sẽ ứng dụng ra đơn thuốc rất là tốt. Lớp châm cứu thực dụng trên lâm sàng lớp này sẽ đào tạo trong vòng 10 buổi. 10 buổi này chúng ta ứng dụng trên 10 bệnh nhất định. Đấy. Và được áp dụng rất nhiều các phương pháp, trong đó có phương pháp đồng thị để phối hợp với mục đích để đạt được cái kết quả nhanh nhất cho các bạn. Lớp thứ hai tiếp theo lớp xoa bóp bấm huyệt. Lớp xoa bóp bấm huyệt thì có hai lớp, đó là lớp cơ sở và lớp chuyên sâu, thì các bạn cân nhắc nhé. Còn lớp trượt chẩn, chúng ta lớp trượt chẩn này chúng ta học hoàn toàn online, đây chỉ có duy nhất anh này online là chúng ta học 5 buổi, và cái này tiện lợi là khi chúng ta học được cái trượt chẩn này thì các bạn sẽ khám bệnh rất là tốt và online. Và lớp tiếp theo lớp này cũng có thể học online được, đó là lớp kê đơn bốc thuốc. Lớp này thì theo lớp hoặc là theo mặt bệnh mà các bạn yêu cầu thì mình sẽ dựa đó để lên giáo trình cho các bạn. Thì đấy là toàn bộ cái lớp mà thầy Linh chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh của thầy Linh để được nhận những video tiếp theo.